Chào các bác, chào tất cả các anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu với mọi người, với các bác cùng ngắm một cái cây, đó chính là cây đùi gà không mắt. Cái này là nó ở trong họng của nó còn một tí thôi, nhưng cái này thì nó là thân lá và hình dáng của nó thì là một cái cây đùi gà tròn. Nó là cái cây dạng như kiểu chúng ta thấy là một mắt ấy, nó một mắt tràn cả hai bên ấy. Thì đấy là cái cây đùi gà tròn. Cái này, cái đùi gà tròn, cái này thì theo như cái nguồn gốc, bởi vì em cũng khá là gần với cái bác mà sổ ra cái cây này. Thì cái bác này là mua từ năm 2010 ở trong Lâm Đồng, nguồn gốc từ Lâm Đồng. Và hồi mua thì cũng là kiểu là dân đi chặt cây về, có một cái cây này. Một cây này thì bác thấy lạ thì bác ấy mua đùi gà tròn. Nhưng mà trong cái cây, các cây đùi gà tròn khác nhau thì thường thì nó là cây có mắt. Anh chị sẽ thấy cái mắt nó sẽ tràn ra ngoài. Còn cây này nó chỉ có một tí họng ở trong thôi. Đấy. Một tí ở tít sâu ở trong. Nhưng còn thường thì những cái cây mà mắt thì nó sẽ ra khoảng đến giữa. Anh chị nhá, đến giữa. Nhưng còn cây này thì bông nào nó cũng thành. Đấy, thì nó là một dạng cũng khá là lạ. Cho cái cây đùi gà tròn này. Bởi vì nuôi trồng ngoài Bắc nên là không có nhiều. Chứ còn cây này mà nuôi trồng trong miền Nam hoặc trong Lâm Đồng thì cây này sẽ xuất hiện rất là nhiều rồi. Bởi nó là một cây lạ rất là đẹp. Và khi mà nuôi trồng trong đấy thì nó tốt hơn, tốt hơn rất nhiều. Và được nhiều người chăm sóc tốt thì sẽ chia sẻ nhiều người. Nhưng còn ở ngoài Bắc thì là việc nuôi trồng lan đùi gà này nó cũng tốt, nhưng ở Hà Nội thì nó hơi khó hơn. Đấy là cái cây này thì bông nào nó cũng thế các bạn ạ, bông nào nó cũng như này. Đấy, thì nó là một cái cây rất lạ. Cây này thì em giới thiệu sơ qua về thân lá cũng như các cây khác như sau. Đây là một cái cây đùi gà. Cái này là em lấy được của bác ấy kỳ cách đây khoảng tầm 3 năm. Đấy, thì là cái cây này. Cây này thì có thân lá của nó là xanh sạch. Anh chị nhìn thấy bắt đầu từ mầm gốc ấy. Đấy, mầm gốc thì cây đùi gà nó đa phần nó cũng thế, sạch sạch, dáng đùi gà tròn. Đây. Cái này là cái gốc nhỏ, lên thân mọc đúng không ạ? Cái đùi gà tròn thì đùi gà bao giờ nó cũng thế, kiểu dáng này là kiểu dáng đùi gà, như cây đùi gà tròn. Cái cây đùi gà tròn này thì nó cũng khác với cây dẹt hơn một chút. Nó chính là bản thân cây dẹt thì nó manh hơn, còn cây tròn này thì nó tương đối tròn hơn, nó phình mập hơn. Đấy là về cơ bản của cái cây tròn và cây đùi gà dẹt. Hoa của nó nở vào dịp mùa xuân, vào khoảng tháng 2, tháng 3. Thì nó cũng nở cùng mùa Dendro xuân. Nhưng cây này thì nó là một trong những cây em cũng tìm hiểu các loại cây Dendro xuân thì em chưa nhìn thấy cây nào như này. Nó có những cây hồng thì như cây hồng anh chị có thể xem lại trên kênh YouTube Thiên Đường Ngàn Hoa thì sẽ thấy là có một cái cây hồng nó rất đẹp. Nhưng cây này thì nó là cái đấy nó là cây công nghiệp, cây này nó là cây rừng. Đấy, bộ cánh và hương thơm và mọi thứ nó là cây rừng. Đấy, chứ nó không phải là một cây công nghiệp. Và theo nguồn gốc chi tiết thì em cũng có sở hữu và biết được rằng cây này thì nó cũng là cây rừng từ lâu rồi, từ rất lâu rồi. Nhưng mà thông tin tư liệu thì gần như là ngày trước ý, thì internet thì nó chưa thực sự phổ biến. Còn em mới làm bắt đầu từ năm ngoái, năm 2019 thì bắt đầu em mới giữ lại những tư liệu của những cái cây này, cũng như là những cái cây phi điệp hay là những cái cây khác. Thì cái cây đùi gà đột biến này ngược này nó cũng khá đẹp, nó không hẳn là được bông hoa trắng tinh, nó mà trắng vào tận trong họng thì rất là đẹp. Đấy, nó có cái mắt này thì giống mọi người có thể là sẽ liên tưởng đến cái cây đùi gà dẹt đúng không ạ? Đùi gà dẹt, nhưng mà cái cây cái môi hoa của đùi gà dẹt nó khác cái này. Cái này là môi hoa, này là môi hoa của đùi gà tròn. Anh chị nhá, môi hoa này là môi hoa của cây đùi gà tròn. Còn đùi gà dẹt thì môi hoa nó khác. Đấy, còn bộ cánh thì nó cũng tương đối là mọi người có thể sẽ liên tưởng đến cây đùi gà dẹt, nhưng không phải thế. Đùi gà dẹt mắt nó cũng nhỏ, có cây mắt nhỏ như này thôi. Có cây nó chỉ có tí trong, nó không có mắt, nên là tí trong họng này. Môi hoa cái này giống cây đùi gà tròn. Và bản thân cái thân của cái cây này á, nó cũng là cây đùi gà tròn đấy, nó không phải là cây đùi gà dẹt. Cái thân nó là thân tròn. Thân tròn, thân của đùi gà tròn chứ không phải thân đùi gà dẹt. Môi hoa là môi hoa đùi gà tròn. Thì để mà nói nguồn gốc thì nó rất là khó, bởi vì như em cũng nói, có nhiều cái là nguồn gốc nó thực sự không xác thực và hay bị
lệch lạc do người nuôi trồng các thứ. Thế nên là chúng ta khi mà chơi về sau, bản thân em chơi về sau và sưu tầm ấy, thì em cứ sưu tầm những cái cây nào mà nó thực sự là hoa đẹp, và mình đánh giá được bông hoa nó đẹp ở điểm gì, và nó có sự lạ như thế nào, đột biến làm sao. Tại sao mình cũng chơi những cây đột biến, thì đùi gà đột biến, cái cây đùi gà đột biến này nó là một cây rất là đẹp, em đánh giá nó cũng là một cây đẹp, chứ còn đột biến thì chưa biết đánh giá như nào cả. Bởi vì cây này thì môi hoa của nó chưa trắng hết, nếu mà đột biến ngược ấy, thì môi hoa là trắng hết. Đấy, như cây này môi hoa vẫn hơi hồng, nhưng còn gọi cây này là hồng thì cũng chưa đúng, bởi vì nó không có mắt. Đấy. Nếu như mà xét mấy cái tiêu chí là đột biến cánh này, đột biến mắt và đột biến môi hoa thì cây này nó không xét về cái dạng nào cả. Rồi cánh nó vẫn cánh tím bình thường, mắt thì nó cũng không hết hẳn. Đấy. Gọi là mắt phẩy thì cây này cũng không đúng, bởi vì cây này cũng không có mắt, ở trong nó chỉ là cái họng thôi. Cái mắt nó thì nó sẽ nằm ngoài. Còn cái này môi hoa, đột biến môi hoa thì nó không hẳn đột biến môi hoa, bởi vì cái môi hoa này nó vẫn tím. Đấy. Gọi là hồng thì cũng chưa được đúng lắm, bởi vì nó không mắt. Nếu mà có mắt hồng ấy, thì gọi là hồng. Bởi vì những cái cây hồng thì là phải cả mắt cũng hồng, hồng cả bông ấy. Còn đây thì nó chưa gọi là hồng được. Cây này thì em hay gọi nó là cây không mắt, đùi gà không mắt, bởi vì cái kiểu cây không mắt này nó cũng, cái kiểu của cây này thì nó cũng rất là ít trên thị trường. Thị trường thì cũng có và được nhân giống, nhưng mà nó cũng không có nhiều như là những cái dòng nhanh như dòng phi điệp được. Bởi dòng phi điệp của nhân ki nó sẽ tốt hơn, còn dòng đùi gà này tỷ lệ nhân ki nó sẽ khó hơn và chăm sóc nó cũng khó hơn phi điệp. Còn đến cái phần chăm sóc của những cái cây đùi gà này ấy, thì em vẫn nói rằng là đùi gà nó là cây tương đối ưa khô, treo ở những vị trí mà thoáng gió. Anh chị nên treo ở ngoài, nếu như vườn ở Hà Nội, như Hà Nội em mà nó rất là khí hậu khá là khắc nghiệt ấy, thì hay treo ở rễ ngoài cho nó giúp thoáng gió và cho ăn giá thể, thì nên cho nó ăn trên những cái giá thể thoát nước tốt. Bởi vì khi mà anh chị cho ăn giá thể thoát nước tốt rồi, thì khi mà anh chị cho phân hữu cơ, ví dụ như là phân trùn quế, hay là như em đây cho phân trùn quế này, khi nó tan ra thì nó sẽ kín cái bề mặt này, kín cái bề mặt, và cái bề mặt này thì nó sẽ giúp giữ ẩm, nhưng ở dưới thì nó bộ rễ của nó thoát nước tốt, nó chỉ bị một chút trên mặt thôi thì mặt nó đỡ khô. Đấy là phải chăm sóc cái cây đùi gà này, nó cũng đơn giản thôi. Một ngày anh chị tưới nước cho nó 2 lần, hoặc nếu ẩm thì mình tưới 1 lần. Đấy. Thì anh chị có thể xem thêm một số những loại cây khác, hoặc là một số những cái video khác trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào những video sau với những cây hoa lan khác giới thiệu đến mọi người. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.